Dạ Mẫn mến chào quý cô chú anh chị, mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Bây giờ cả nhà cùng Mẫn đi tát cá cạn nha. Nhưng mà bữa nay Mẫn không có tát luôn nha cả nhà. Tại vì nước người ta xả ra nè, có ống bọng nè, ngay chân ống bọng luôn. Nước người ta xả ra rồi cạn queo luôn. Giờ chỉ cần mình xúc cá thôi à. Cá này mà không xúc là một hồi nó sẽ hết luôn á. Cá lòng tông nhiều nha, có cá non non nữa nè. Bây giờ cả nhà cùng Mẫn đi xúc nha. Đợi nó lên, con đen chưa gì nữa là nó tắm rồi. Wow, trời ơi, rồi cả nhà ơi. Trời ơi ngon quá à. Không phải cá lòng tông mà là cá sặc nha cả nhà. Trời ơi trời. Đang trứng này nè. Wow, trời ơi, thấy mê luôn nha cả nhà. Mẫn cứ nghĩ là cá lòng tông không hà, nhưng mà nãy giờ được một con cá lòng tông. Ôi xinh. Chỉ cần đứng xúc thôi. Ốc quá chừng nhiều luôn rồi nè. Nhảy. Hồi cái lóc con nữa. Cái chỗ này nè cả nhà. Cái chỗ này nè là dài lên tới trên kia luôn, là mương nước nha cả nhà. Là cái đường mương nhỏ. Wow. Trời ơi nè, đã luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Cái chỗ này là chất lượng luôn á nha cả nhà, quá chừng đã luôn. Nhiều quá. Cái này lụm đi. Tại vì cái này rác nhiều quá. Bọn xúc sâu quá nó sình không à. Quá trời luôn rồi.
vừa có gác mà vừa có cá luôn. Cái gỗ nó to quá. Mà cái gỗ mà nó thấy nó dày thêm xíu nữa, Mẫn sợ là rác gác nó dính một đống luôn ra không được á. Cá rô non, cá rô tôm tích nè cả nhà thấy không, vẫn có cá ngọt nè. Nhiều ơi là nhiều. Để Mẫn lựa ra nha cả nhà. Ghét nhiều quá. Mà chịu khó lựa xíu. Ba cái sặc này dễ nặng à. Rồng. Để mới lên trên. Dạ. Ôi trời ơi. Để nó già lâu quá cái nó đau. Ôi trời ơi ngu quá. Mạnh lên. Gỗ xịn luôn. Cái đồ non. Treo lên, treo lên. Ra ngoài kia rửa cho nó sạch. Ở đây á, tới mùa cá cá rô non hay là cá lồng tông á, thì mọi người ở đây á, đều có xà nan nha cả nhà. Xà nan để đi xúc cá. Mẫn cũng có xà nan nữa nhưng mà cái xà nan của Mẫn nó bị hư rồi, nó bị lủng cái phần đít này. Không nghe ngon lành luôn. Cái này lụm từng con chứ hả? Chứ gác này rửa không nghe rồi.
lụm qua. Mẹ chịu khó lụm xíu nha cả nhà, tại vì gác nhiều quá. Lụm một hồi cũng hết rồi. Cá này á, nó nhỏ nha cả nhà, mần nó cực xíu thôi nhưng mà ăn nó cực kỳ ngon luôn á. Cả nhà kho tiêu nè, kho sợi ớt nè. Mới là xong rồi cả nhà ơi. Trời, nó trốn như đít nè. Còn cá nhiều lắm nha cả nhà, nhưng mà mẫn xuất nhiêu đây là quá chừng nhiều luôn rồi. Nói chung là hơn một buổi ăn luôn rồi. Rồi bây giờ mẫn vô nha, mẫn lựa cá này cho hết nè. Nếu mà cả nhà thích video này của mẫn, nhớ cho mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hội mẫn luôn nha. Chúng mà xuất nữa là có nữa, còn nhiều lắm á. Còn đầu trên nó mẫn chưa xuất nữa kìa, ở bên đó cũng còn nữa kìa, nhiều lắm. Mẫn đi kiếm cái chỗ mát mẫn ngồi, cái mẫn thả mấy con cá lóc con nha. Có nhiều cá lóc con lắm nè. Ngồi đây đi, lỡ rồi ngồi bẹp ở dưới luôn nha cả nhà, hết sợ sình này. Đây để mẫn lựa cá lóc con ra cái đã. Dạ cả nhà thấy cá lóc con không? Đây nè, cái này cá lóc con nè. Úi, vụt kìa. Đây cái này là cá lóc con nè, mình gọi là cá lồng gồng á. Nhưng cá lồng gồng này á là nó to rồi nha cả nhà. Đó, này để mẫn thả cái này ra cho nó sống. Đây nè, còn con cá lóc này nè. Đó, đây nè, nó nhiều cỡ lắm luôn. Em vẫn lựa nó, mình thả nó ra, mình chỉ ăn cá rô với cá sặc thôi để cho cá lóc nó sống đi. Mình lựa ra bỏ gỗ. Ê, cái gỗ này nó thưa quá, lựa nó gớt. Có cá chê con nữa nè, mình thả cá lóc với cá chê con nha. Lựa ra đây, đây nè cá lóc nè, để mai mốt cái nó lớn rồi mình đặt lờ, đặt dớn nó vô rồi mình bắt nó ăn. Còn giờ nó nhỏ quá, mình thả nó đi. Chứ để lâu quá là một hồi nó ngợp á. Còn ở đây nữa nè. Đâu rồi? À, dưới nước à. Đây. Nhỏ rồi chứ. Lanh lẹ lắm. Đây. Rồi à. Nhiều lắm, cái lồng gồng nhóc hết trơn luôn nè. Wow, ui, là nhảy đầu này đầu kia. Cá này mà mẫn mà không bắt xíu nữa mà nước nó cạn nữa là mẫn nghĩ là nó cũng ngợp hết trơn nè. Tại vì anh đang xả nước ra mà. Cả nhà nhớ đón xem video ủng hộ Mẫn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè.